xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu là một lô phôi me chua. Mấy cây me này nó đang đâm chồi lại đây nè. Mong cô chú anh chị ủng hộ em qua số điện thoại là 0829 160 355. Em xin giao cây đầu tiên có mã số là 37. Hoành cũ là 40. Hoành thân nó là 9. Chiều cao là 19. Kính bầu là 17. Mã số 37 em xin giao lưu là 450, em bao ship. Mã số 38. Hoành cũ ở đây là 43. Hoành thân là 12. Chiều cao là 21. Kính bầu là 18. Trong quá trình em ốp giấy vận chuyển thì có thể gãy một số chồi non như này nè. Nhưng mà ít thôi thì mong cô chú anh chị thông cảm, về nó sẽ đâm chồi mới lại. Mã số 38 em xin giao lưu là 550. Cây này dáng bay hay là dáng đổ gì về cô chú anh chị mình trồng. Mã số 39. Hoành cũ ở đây là 30. Đâu hoành ở chỗ này là 13. Chiều cao là 30. Kính bầu 17. Rồi mã số 39 em xin giao lưu là 550. Mã số 40. Hoành cũ này là 38. Hoành thân ở đây là 13. Chiều cao là 40. Kính bầu 20. Mã số 40 em xin giao lưu là 450. Mã số 40. Hoành cũ là 32. Hoành thân là 12. Chiều cao là 22. Kính bầu 17. Mã số 41 em xin giao lưu là 450. Cũ này là cũ nằm đây luôn. Đâu hoành thân cây này nó là 12. Chiều cao là 30. Kính bầu là 20. Mã số 42 em xin giao lưu là 450. Mã số 43. Hoành cũ này là 47. Hoành thân nó là 9. Cao là 28. Kính bầu 17. Mã số 43 em xin giao lưu là 500.000. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Em xin chào.